Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Và video này thì có khá nhiều anh em bảo Khải là review cái bang bài hát chuẩn trọng đi. Thì ok, ngày hôm nay thì cũng đang sang bất đại nè. Ở trên khu vực này thì Khải cũng thấy có mặt trên này thì Khải cũng xem cho anh em xem set đồ của bài hát chuẩn trọng như thế nào. Hiện tại ạc này đang top server nha anh em. Ạc này là một cao thủ top server nha anh em ơi. Đã lên được top 7 server rồi. Tại bây giờ hiện đại hàng 7 server. Cho anh em xem set đồ của anh ta như thế nào đây. Đầu tiên thì gia truyền hợp kim kháng tất cả 13 hợp kim. Ui, gia truyền này khá là nhiều tiền đó. Gia truyền này bèo bèo phải hơn 2 triệu này. Hơn 2 triệu là ít. Hơn 2 triệu gia truyền này là ít. Kháng tất cả 13, sức mạnh 11. Rất là hợp lý cho cái bong bóng luôn. Lấy được sức mạnh 11 điểm từ cái gia truyền dòng 1 này. Rồi, một cái bóng top 30, bánh sắt 77. Một cái bóng đạt móc bánh sắt 73 luôn, quá đẹp. Top 30, bánh sắt 77. Đạt móc bánh sắt anh em, đạt móc bánh sắt 73 anh em ơi, quá đẹp rồi. Với cái lượng bánh sắt này thì đánh quá chắc rồi, có thể dùng sập server luôn rồi. Cái bóng này Khải có thể khẳng định cái bóng này là cái bóng đẹp nhất server cho cái bàn hướng bóng bánh sắt. Đi với một cái áo 40, 135 sinh lực cao ở kim. Bóng này thì Khải không biết giá bao nhiêu, nhưng mà Khải nghĩ nó phải hàng, gọi hàng no server. Ngã con một cái này lưng sinh lực cao, nội lực không banh 17, không banh 15, trung động 20. Cái này lưng khá là đẹp, sinh lực lực một cái nhẫn 17-20, sinh lực cao, sinh lực 81 và kháng banh 17. Rồi để kèm với bao tay hỏa là 130, sinh lực 121, nội lực 41, ngọc bội là 130, nội lực 81 và sinh lực 16. Hiện tại đang có cho mình 60 làm chậm và 40 chón. Cái nón thì đang có cho mình nón kháng hỏa 19, chón 40. Đó, áo với gia truyền là kích cái nón. Và hiện tại đang có cho mình 40 chón và 60 làm chậm và 40 thời gian chúng động. Đây là một cái băng bỏng anh em, hiệu ứng khá là đẹp. Chưa được mát cho lắm, tại vì tầm này muốn mát 80 thì rất là khó anh em, rất khó mát 80. Và giờ đi với cái nhẫn thân lô 17 sinh lực 139, một nhẫn khá là đẹp. Nhẫn này vỏ đang như Khải nhìn rất là ghiền, rất là thèm luôn anh em. Một cái giày tóc 38, sinh lực 71, khăn lôi 15. Đôi giày này mắt cho dạng như là đạn móc cho anh cái bang rồi. Thường thường cái bang tanh vào tốc độ đánh. Ui da, thằng nào đánh mình đâu vậy? Tanh vào tốc độ đánh thì thường thường là như là 42 là 52 gì đó. Kèm theo cái 38 này thì vừa đạn móc đẹp luôn anh em. Đôi giày này vừa đạn móc cho cái bang luôn thì phải. Tại vì Khải không cho cái ba mà Khải nghĩ nó cũng giống như con lô một chút. Tăng vào lượng tốc độ đánh, quên, tăng vào lượng tốc độ chạy thì với cái giày 38 này thì nó sẽ đặt móc. Nó không bị thọ, nó không bị thiếu, vừa móc luôn. Đó, sinh lực nói chung là sơ qua sẽ đồ này sinh lực khá là cao. Toàn 11x 12x thôi. Cái nón này hơi tù, sinh lực hơi tù thôi. Còn đồ lại nhìn rất là đẹp anh em, rất là đẹp luôn. Hiện tại đi kèm với một cái phi phong, kỹ năng vẫn có một cấp. Set đồ này thì nói chung là 40 chón, 60 chậm và 40 thời gian chúng động thì cái bang mà anh em phải bận full theo hiệu ứng vũ khí này nọ thôi. Đi theo vũ khí bánh sát thì phải đi theo cái đồ như thế này thôi. Chung một đồ khá là đẹp. Cái đồ này không dám nói chứ cái nhẫn này đơn giản, cái nhẫn này khả tính cái nhẫn này bèo lắm, phải 3 kim 3 đến 5 kim. Nhẫn này 3 đến 5 kim. Nhẫn này thì khoảng tầm 1 kim rưỡi đến 2 kim. Đại lưng này khoảng tầm 1 kim rưỡi 2 kim, không có thể là 3 kim, tại vì sinh lực khá là cao. Ngọc bội này thì khoảng tầm 2 kim. Bao tay này khoảng 1 kim hơn 1 kim. Rồi bó chết rồi. Nón này thì khá đẹp, mắt hiệu ứng, kháng hỏa. Thì nón này nó chắc khoảng tầm khả người chắc khoảng tầm 5 đến 7 kim nón này.
Cái bóng thì không biết bao nhiêu, nhưng mà Khải nghĩ nó sẽ rất là có giá. Cái bóng này rất đẹp. Giá chuyền này 2 đến 3 củ là có nè. Giá chuyền này 2 đến 3 triệu là có. Rồi, cái áo này thì chắc chắn phải trên 3 kim là chắc rồi. Khải nghĩ áo này chắc chắn trên 3 kim là chắc rồi. Rồi ok, nói chung thì set đồ của BH chuyển trọng này là một cao thủ đang top 7 server. Đồ đạn khá là ok. Cái băng bóng nè. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ BH chuyển trọng một like, cũng như chia sẻ và ủng hộ kênh Duy Khải Gaming một like chia sẻ cho anh em ơi. Ok anh em.